Xin chào tất cả mọi người nhé, em lại lên một video dữ liệu cho mọi người nhé. Vẫn là chuối hột rừng. Đây là những cái quả mà bị sóc có ăn này mọi người này. Chuối hột rừng 35.000 một cân tươi này mọi người nhé. Hàng thái lát thì là 60.000 một cân. Hàng nguyên quả sấy khô là 100.000 một cân. Hàng chuối chín ép miếng là 150.000 một cân mọi người nhé. Cây mật gấu 100.000 một cân. Củ giấy này thì mọi người lấy hàng khô thì nó ok hơn nhé. Hàng khô 150.000 một cân. Củ bình vôi rất là nhiều, to nhỏ nhiều mẫu mã. Đấy, sần sùi, những cái củ sùi sùi kia trồng rất là đẹp này. 50.000 một cân thôi mọi người nhé. Khúc khắc tươi 50.000 một cân. Hàng khô thì là 100.000 một cân mọi người nhé. Khúc khắc đỏ. Sâm xương đá trắng. Sâm xương đá trắng 120.000 một cân mọi người nhé. 120.000 một cân, hàng rất là đẹp, rửa sạch sẽ cho mọi người. Sâm đương quy hàng nhỏ, hàng xô 100.000 một cân mọi người nhé. Củ hoàng tinh nhé mọi người nhé. Hoàng tinh 90.000 một cân, hàng về rất là nhiều, củ to đẹp này. Cỏ máu 50.000 một cân, hàng tươi mọi người nhé. Hàng khô thì là 75.000 một cân. Sâm tiên mao 130.000 một cân, hàng rất là đẹp luôn này. Sâm tiên mao rất là đẹp. Mơ nhé mọi người nhé. Mơ thì em vẫn ngâm bình 4 cân mơ 250.000 nhé mọi người nhé. Hà thủ ô đỏ hàng xô, to nhỏ củ trên dưới 1 cân, giá 150. Dứa rừng chín 85.000 một cân, hàng là tươi mọi người nhé. Hàng khô là 150.000 một cân. Châu cổ vẫn là 120 một cân, hàng là tươi nhé mọi người nhé. Hàng khô là 250.000 một cân. Cái tổ mật ong dù ong này gọi là ong muỗi nhé mọi người nhé. Đây này, ong muỗi. Tổ ong muỗi rừng dân vừa mang về xong. Cũng là 500.000 một cân, 500.000 một cân. Còn mật ong khoái nguyên tổ là 250.000 một cân mọi người nhé. Mật ong khoái thì lúc nào cũng là hàng chuẩn rừng. Ong khoái chưa nuôi được mọi người nhé. Mật ong ruồi nhé mọi người nhé. Ong ruồi nguyên tổ cũng là 500.000 một cân, hàng nguyên tổ. Hàng đã đóng lắp rất là ngon rồi nhé. 500.000 một cân. Sâm xuyên đá Hà Giang, xuyên đá vàng mọi người nhé, 150.000 một cân. Rễ mú tần tươi 85.000 một cân. Hàng nguyên rễ to đẹp. Gừng đen, gừng đen 130 một cân nhé mọi người nhé. Rất là to. Ba kích thì vẫn là 220 hàng chưa tách và 280 hàng tách sẵn mọi người nhé. Hàng mới về củ tươi đẹp, hàng to già mọi người nhé. Sâm quy đá đen 150.000 một cân, hàng sô sô như này mọi người nhé. Rửa sạch sẽ hút chân không cho mọi người ạ.